Chào các bạn nhỏ, bây giờ chúng mình học đố con vật nhé. Đây là con gì? Đây là con gì? Con hươu. Con hươu. Con hươu này đang làm gì? Con hươu này đang làm gì? Nó đang ăn cỏ. Nó đang ăn cỏ. Hươu có mấy chân? Hươu có mấy chân? Bốn chân. Sừng hươu rất chắc khỏe. Sừng hươu rất chắc khỏe. Hươu sống theo đàn. Hươu chạy rất nhanh. Hươu chạy rất nhanh. Đây là con hươu non. Hươu non rất dễ thương. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Hãy nhấn nút đăng ký kênh và quả chuông thông báo để nhận video mới miễn phí nhé. Chào các bạn nhỏ, bây giờ chúng mình học đố con vật nhé. Đây là con gì? Đây là con gì? Con hươu. Con hươu. Con hươu này đang làm gì? Con hươu này đang làm gì? Nó đang ăn cỏ. Nó đang ăn cỏ. Hươu có mấy chân? Hươu có mấy chân? Bốn chân. Sừng hươu rất chắc khỏe.
sừng hươu rất chắc khỏe. Hươu sống theo đàn, hươu chạy rất nhanh. Hươu chạy rất nhanh. Đây là con hươu non. Hươu non rất dễ thương. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Hãy nhấn nút đăng ký kênh và quả chuông thông báo để nhận video mới miễn phí nhé. Ha!